Hello cả nhà nhá. Hôm nay mình xin review tiếp một sản phẩm nữa, đó là sản phẩm bơm xăng của hãng Bosch nhá. Hãng Bosch. Đây nó có các ngôn ngữ, thứ nhất là của Thái Lan này. TH này. Thái Lan này. V là Việt Nam này. Đấy, công nghệ chính hãng này. JA là Japan này. CO là Korea này. Đấy, cái gì đây? Hy này thế này. Hy Lạp thì phải. Đấy. Cái bơm xăng này thì nó được dùng cho các xe. Nó có cái rắc cắm to. Rắc cắm to dùng cho các xe như là xe Hàn Quốc thì bao gồm là Morning này, Matiz này, i10, i10 Grand này, Lacetti này, Nubira này. Rồi tất cả các loại xe dùng cái rắc chân to nhá. Đây là toàn bộ cái hộp của nó. Đây. Hộp của nó đây. Được nhập khẩu tại Bosch nhá. Germany. Rắc to này. Đấy, mã hiệu của nó đây. Sản xuất tại Marinchina, sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng mà hàng chính hãng nhá. Germany chính hãng này. Rồi Bosch. Mã vạch của nó đây. Đấy, khi mà nó đi mình đã bóc cái sản phẩm ra rồi nên là cái tem của nó không còn. Đây. Các loại tem của nó đây ạ. Seri và tem. Còn đây là tem của mình, bên mình phân phối nên mình dán cái tem này vào đây để quản lý ở trên phần mềm. Đấy. Các bạn mà có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ với số điện thoại của mình ở dưới nhá. Và sau đây mình xin mở hộp bên trong nó ra cho các bạn cùng xem này. Đây. Nó sẽ có một cái lớp túi giấy bóng và hai cái đầu chặn để cho nó vận chuyển nó đỡ bị vỡ đây. Một tờ giấy electrolic full bơm. Electrolic nghĩa là điện, bơm nhiên liệu điện bốt, mình tạm dịch như vậy thôi, còn bác nào mà thì bỏ qua nhá. Đây của nó là các thông số ở đây này. Bốt này 13,5 cái gì đây, full motor bơm. Cộng trừ 20%. Số vôn hoạt động là 12 V. Maximum là từ 8 đến 14 V. Nhiệt độ hoạt động từ 30 đến 70 độ C. Đấy, nhiệt độ 30 70 độ C là thời gian là lớn hơn 5 60%. Đây pin là cái gì? Cộng trừ pin. Tức là rắc điện cộng rắc điện trừ đấy ạ. Đấy, đây là đường hút vào này. Còn đây là đường ra. Đấy. Các cái tên của nó nói chung là mình không biết được nó. Nhiều cái chữ ở đây quá. Đấy. Bơm chính hãng nha các bác nhá. Các bác mà có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ đến cho mình đây. Đây mình xin mở bên trong sản phẩm đây. Đây sản phẩm chính hãng đây các bạn ạ. Đây đầu bơm của nó đây. 12 V, Made in China. Đấy, rắc của nó là rắc nhỏ nha. Rắc nhỏ thì có thể dùng cho xe Atit 205, 204, 205. Đây phía trong của nó đây. Đây các cái cánh bơm này các bác này. Cánh bơm của nó đấy. Cái này nó bơm bằng động cơ bằng chổi than nhá. Các bác mà mua hàng thì cứ liên hệ với em nhá. Số điện thoại ở dưới nhá. Em sẽ ship toàn quốc cái bơm này nhá. Bác nào mà cần tư vấn cái gì thì cứ điện đến cho em.
em sẽ tư vấn nhiệt tình cho. Rồi em xin tạm biệt các bác nha. Đây các bác hãy nhìn lại thật kỹ cái bơm xịn, nó bao giờ nó cũng sẽ ghi như này nha. Made in China, Make in China, Bot 12V, Seri 0986AG1303, 0986AG1303. Đây Seri của nó đây các bác ơi, 0986AG1303 HD3 nhá. Sẽ đi trùng vỏ trùng ruột nhá. Rồi, tạm biệt các bác nhá.